lấy ra thử đi. Wow, cá gì ấy? Wow. Cá trứng phải không? Cá trứng bắt cười. Yeah. Này có ở đây nhỉ? Đúng rồi đấy. Bọn mình mở ra thử đi. Wow, mình chơi với keo. Mở ốp to này. Chào mình. Hay bọn mình đi tìm xem có nữa không? Đúng rồi. Bọn mình đóng vào đi. Thích quá. Cho mình quả này nhá. Cho mình quả này. Ui, đi xanh xanh nữa kìa. Lại chúng mình cười tiếp nữa. Thích thế. Wow. Bọn mình cứ thu thập hết đi đã. Ờ, xong rồi bọn mình mở ra. Ừ. Chả biết có ở đây nữa không nhỉ? Chị chả thấy nữa. À, có gì màu hồng hồng kìa. À, quả trứng. Trứng này to hơn đây. Wow. Quả trứng này có cái dây, dây xanh này. Wow, wow. Nó to hơn hai quả trứng này luôn. Quả trứng này không có mắt cười. Quả trứng này thì quả trứng quá nhiều trứng quá nhỉ. Chị Hồng Anh ơi, có một cái túi màu đen này. Có trứng màu xanh nữa kìa. Chả biết cái túi màu đen này của ai nhỉ. Sao lại rơi vào đây được? Cái túi này trông có vẻ mới nhưng mà hơi nhẹ chị Hồng Anh ơi. Bọn mình ra ghế kia ngồi bóc trứng đi. Rồi gì nữa có ai đi qua thì bọn mình giải luôn. Con ngựa đi à? Wow, con chị thích con ngựa này. Ê, con thích chứ. Có một cái kiểu mũ nữa. Bọn mình để vào đây đi. Hay bọn mình bắt trứng này. Wow. Ôi, cái vòng tay. Ê, ôi. Wow, vòng tay này đẹp thế. Cái lá này. Yeah. Một cái ôm to. Mình không đeo được. Thì ra ơi, đưa tay đây chị. Đeo vào trong. Cái vòng này lá đẹp quá. Xem trong túi này có gì không? Bọn mình xem thử đi. Tại sao cái túi đẹp như thế này mà không có gì nhỉ? Chị không biết nữa. Chắc cái túi này người ta đeo cho đẹp không? Bọn mình mở rồi. Bọn mình mở hết rồi. Bây giờ còn đợi chúng to. Ui, ui một cái quạt. Là tên cá này. Ui, chị đi tên cá. Ê, mình người này. Ôi, chị muộn mới. Đẹp thế. Wow. Thích nhỉ. Ô, Minion đấy. Bạn Minion màu hồng kìa. Đây, bọn mình vừa ngồi đây một lúc rồi, thấy cậu
có chuyện gì? Tớ đang mất một chiếc túi. Chiếc túi đấy màu đen. Các cậu nhìn được không? Lúc ấy bọn tớ vừa nhặt được một cái túi đen. Thế này. Có phải túi này đâu ạ? Ủa, đúng rồi. Nhưng mà chắc gì là túi của cậu. Đúng rồi đấy. Mà cậu để gì trong túi? Tớ không để gì đâu, tớ để 5 người thôi. Nhưng mà bọn thằng kiểm tra làm gì có đâu. Đúng rồi đấy. Đây này, tớ giấu trong này này. Bọn nhìn mà xem. Có tiền này. Có tiền này. Nhưng bọn mình phải đếm lại xem đã. Đúng rồi đấy. Đúng rồi. Thế là túi cậu à? Đúng rồi, tớ vừa làm tôi mà. Sao cậu lại làm tôi ấy? Tớ cũng chẳng biết nữa đâu. Tớ đi lòng vòng rồi tớ chả hiểu sao làm tôi. Thế à? Cảm ơn cậu nhà hộ tớ nhá. Đây, tớ làm cậu này. Ôi trời ơi, nóng quá. Thôi để tớ mời cậu đi ăn kem nhá. Yeah. Cảm ơn các cậu. Thật à? Ôi thích thế. Để bọn mình phải dọn đồ chơi đã. Đúng rồi á. Thế cậu dọn lên em. Tớ mượn cái này. Mình ơi, lấy cho chị cái màu hồng. Cái nắp hồng kìa. Nắp màu hồng kìa mình. Kéo.